ngày 21 tháng 11, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện do đồng chí Lương Văn Ngân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng Nhân dân huyện làm trưởng đoàn, đã có chương trình tiếp xúc với cử tri xóm Hoàng Tiến, xã Trung Lương. Cùng dự có đồng chí Đặng Thái Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Tại đây, cử tri đã có nhiều ý kiến, kiến nghị và phản ánh gửi tới đại biểu Hội đồng Nhân dân, tập trung vào các vấn đề như đất đai, môi trường, hỗ trợ xóa nhà rột nát, công tác rà soát hộ nghèo, chậm cấp bìa đỏ. Cử tri cũng đề nghị cần kịp thời giải ngân các nguồn vốn để địa phương thực hiện các công trình xây dựng, đề nghị điều chỉnh giờ đưa đón trẻ của bậc mầm non, xin chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vân vân. Tại hội nghị, lãnh đạo xã Trung Lương, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện đã lắng nghe, tiếp thu và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền. Những ý kiến vượt thẩm quyền sẽ được đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện tiếp thu, tổng hợp, gửi tới kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân huyện và các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo quy định.